Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, những cơn mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và sẽ còn lặp lại trong tối và đêm nay. Miền Bắc trong những ngày này khá là dễ chịu khi không khí mát mẻ. Từ sau 15 giờ chiều là thời điểm rãnh thấp tích tụ đủ mây ẩm, những cơn mưa dông sẽ bắt đầu xuất hiện. Đến tối và đêm mới là thời điểm rãnh thấp giải phóng lượng ẩm lớn. Miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó vùng đồng bằng hay là các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái hay là Lào Cai là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa và mưa to trong tối nay. Nguy cơ về tình trạng lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và cả Tuyên Quang. Do có mưa nên về đêm thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt dao động từ 24-27 độ, riêng vùng núi phổ biến từ 20-23 độ. Từ ngày mai mưa dông ở khu vực sẽ bắt đầu giảm hẳn. Trưa chiều trời hứng nắng gián đoạn do có nhiệt độ nhích dần lên. Mức nhiệt cao nhất ngày tại Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 30-32 độ, có nơi cao hơn 33 độ. Đối với miền Trung, trong chiều và tối nay và 2 ngày tới, các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế khả năng vẫn có mưa rào và dông cục bộ về cuối ngày, nhưng tập trung chủ yếu tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Còn ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động từ 31-35 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, thời tiết ban ngày ở mức nắng nóng cục bộ, dao động trong khoảng từ 33-36 độ, có nơi còn cao hơn. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xuống giảm bớt cường độ, vì vậy Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giảm và trời nắng nhẹ. Nhưng từ chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều ở Nam Bộ, sau đó sẽ nhanh chóng mở rộng lên đến khu vực Tây Nguyên. Ở các tỉnh miền Tây cục bộ vẫn có những điểm có mưa vừa mưa to. Sang tới ngày mai trời cũng có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên phổ biến dao động trong khoảng từ 30-33 độ, còn tại Nam Bộ mức nhiệt cũng không quá ngưỡng 34 độ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên khu vực Đông Bắc, Biển Đông đang xuất hiện một áp thấp hoạt động. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc 500 km về hướng Tây Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến 17 giờ ngày 11 tháng 6, vị trí áp thấp ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 120 km. Trong 24-72 giờ tiếp theo, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão, đi vào vịnh Bắc Bộ và gây ảnh hưởng tới đất liền của nước ta. Tuy nhiên, hiện khả năng vùng xoáy thuận nhiệt đới này mạnh lên thành bão vẫn chưa cao, vì vậy vẫn cần phải theo dõi thêm trong những ngày tới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của xoáy thuận trên, từ ngày 13 tháng 6, Bắc Bộ dự báo sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa lớn nữa. Mưa tập trung nhiều ở khu vực ven biển và vùng núi Đông Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, bà con cần chú ý đề phòng. Còn tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trên chiều và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.